are most negatively affected by city life. When it comes to the word affect, we have two words to use. First, positively. Second, negatively. It's not that hard, right? Positively and negatively. And here they use the word negatively, which they want to say children are most affected by city life in a wrong way. So instead of saying something negatively happens, you can say that something happens in a wrong way. Something positively happens or occurs, you can say something occurs to you in the right way. So the basic structures for ảnh hưởng tiêu cực, okay? Something affects something else in a wrong way or negatively affect. Ảnh hưởng tích cực, something impacts other things in a right way or positively impact. Parents are reluctant to let children play freely in the city, fearing for their health and safety, and nature is something many children in the city may never have a chance to experience. First, to be reluctant to. It means you are forced to do something that you don't like. You don't want to talk about the responsibility that you should have, or you don't need, okay, or you don't want to talk about the actions that you should take. In this case, you just want to say that, okay, the feelings of being forced to do something that is reluctant. Reluctant is a feeling in which you are forced to do something. You just want to emphasize the part of being forced. You don't want to mention, okay, you don't want to mention the action verb of forced. So here, people, parents are reluctant to let children play freely in the city. Fear for is an action verb. When you fear for something, you are scared of something. To let children, okay, play freely in the city. And they fear for their health, the children's health, and the children's safety. So why do they have the structure, okay, and a small comma here? We have a small comma right here. This is the punctuation to separate two sentences away to each other. Punctuation, a comma, is gonna separate a phrase and a sentence away from each other. We have subverb up, all right, and then you use a comma, and after that you will use verb in, okay, verb in right here, verb in, or verb 3-ed, it depends on your meaning, verb in and an object right now. So in this case, they just want to add a small action verb right at the end of the sentence. For example, you can say that I study English. I study English and I talk to my friends. Or I talk to my friends studying English. So at the end of your sentence, if you use an action verb, you are talking about the purpose of your action. Why did you do this? The purpose of the sentence. The purpose of the sentence is going to be the verb in or the verb 3-ed. It depends on the meaning. If the meaning of your sentence is okay, is normal, is in an active way, you are going to use verb in. If the meaning of the sentence is in the passive way, okay, you are going to use verb 3-ed. For example, I buy a dog raised by my friend. I buy a dog given by my father. For example, my father gives me a dog, but I have to pay money to him because he says that this is business. This is not like a present in my life. So at the end of a sentence, you can use verb in or verb 3-ed. It depends on you. And why do we need to use verb in at the end of the sentence? We just want to show people the purpose of the sentence. Why do we do this? Why do we do that? So that is adding a verb in or adding a verb 3-ed at the end of the sentence. And this is, okay, and can be used to combine, and here can be used to combine two big sentences together, or and can be used to combine words together. Here, before and, you use a sentence. After and, you were going to use another sentence. So and is like, okay, a word. If you use something before and, you were going to use, okay, the same thing after and.
a noun before end is going to be a noun after end. An action verb before end is going to be an action verb after end. This is the way, okay, for you to use the structure end in English. Here, before end, they give a very long sentence. The first sentence before end, parents are reluctant to let children play freely in the city, fearing for their health and safety. And please be cautious, be careful. Verb in here, fearing for the health and safety. This is not an action verb in the middle of the sentence. This is verb in of the very first sentence. Parents are reluctant to let children play freely in the city. And this verb in supports the first sentence as a purpose of the sentence. This verb in shows us the reason why parents feel reluctant, the reason why parents feel forced to let children get play freely in the city. So that is why we get to use verb in here. Fearing for their health and safety. And nature is something many children in the city may never have a chance to experience. In this sentence, something is missing. In this sentence, there is one word which is missing. Nature is something. When you read nature is something, that is a whole full sentence. Nature is a subject, is to be verb, and something is an object. So when you read nature is something, that is a whole sentence. There is nothing for us to talk about this, because this is the complete sentence. That is the end. But after nature is something, they add another sentence. Many children in the city may never have a chance to experience. So people keep adding another sentence right after the first sentence. Here, something is missing because you cannot continue to write another sentence after the sentence. You need to have end, but because so, if you want to connect two sentences together, or you need to add whole homework relative clause to connect two sentences together. Here, they are missing a word, that or which. Nature is something. Nature is something which many children in the city may never have a chance to experience, or nature is something that many children in the city may never have a chance to experience. So people missing, okay, people delete the word that and which in this sentence in order to test our understanding in English. Nature is something that, nature is something which. So please remember, you cannot combine sentences together without a linking word or without whole word that in your sentence. Như vậy khi mình nhìn vào một cái câu này, từ cái chữ parents đến chữ experience, trong câu này nó có đến 3 câu lận. Khi mình dùng cấu trúc của từ and là and nó sẽ nối hai câu lại với nhau nha. Câu thứ nhất và câu thứ hai nó sẽ được nối lại với nhau. Và nói về cái câu trong tiếng Anh là chủ động vị và chủ động vị. Thì trước and là gì thì sau and là sẽ là đó. Trước and là danh từ thì sau and là danh từ. Trước and là động thì sau and là động. Và trước and là một câu thì sau and sẽ là một câu trong tiếng Anh. Và trước cái chữ and này mình đang có một cái câu là parents are reluctant to let children play freely in the city, fearing for the health, their health and safety. Khi một câu trong tiếng Anh nó đầy đủ chủ động vị, và cái cuối câu đó nó cộng thêm một cái verb in hoặc là một cái verb by đi. Nhìn mấy bạn nhìn là parents là chủ ngữ nè, are là động từ nè, reluctant to let children play freely in the city, đây là vị ngữ. Như vậy chủ động vị có rồi. Và sau cuối câu này mình lại có thêm một cái verb in nữa, hoặc là verb by đi. Đây là cái cách mà mình gộp một cái động từ vào cuối câu để làm gì? Để bổ sung cái mục đích cho cái câu đó. Như vậy tại sao parents, tại sao bậc phụ huynh lại miễn cưỡng cho trẻ em chơi một cách thoải mái và tự do trong thành phố, là tại vì họ sợ, okay, cái sức khỏe của trẻ em, và họ sợ về cái sự an toàn của trẻ em. Thì đây là cái cấu trúc mà khi mình biết chủ động vị rồi, bây giờ mình muốn thêm, mình muốn cộng trực tiếp cho một cái câu, một trực tiếp cho một cái động từ mà mình không có thích dùng who and which để nói câu, tại vì who and which mình dùng nhiều rồi mình chán rồi. Thì lúc đó mấy bạn nhớ chủ động vị phải, rồi xong mấy bạn cộng trực tiếp cho verb in. Đó là thể chủ động, là nói một cách bình thường á, nói chuyện bình thường, mình dùng động từ bình thường thì khi mình muốn nối vào thì mình cứ phải cuối câu rồi mình cộng trực tiếp cho động từ tâm in. Còn nếu một cái thể của mấy bạn mà đang dùng bị động thì mấy bạn sẽ phải và cộng trực tiếp cho verb by đi, rất là đơn giản.
Alright, như vậy từ cái chữ parents mà cho đến cái chữ city là cái câu chính của nó chủ động vậy. Rồi sau đó fearing for the health and safety, đây là cái khúc đuôi của cái câu này để miêu tả cho cái mục đích của câu như vậy. Câu đầu tiên là từ đâu đến đâu, từ parents cho đến cái chữ safety, đây là kết thúc một câu của nó, đây là mới là kết thúc một câu của nó. Còn sau an nè, từ chữ nature cho đến experience là cái câu thứ hai đứng sau cái chữ and, okay, the second sentence after the word after and. Nature is something many children in the city may never have a chance to experience. Nature is something, khi đọc nature is something là đã bị khẩn miệng rồi, tại vì nó đã xong một câu rồi. Chủ nature động is và vị là something, chủ động vị xong rồi. Mà trong tiếng Việt mình á, nó sẽ khác tiếng Anh ở chỗ là trong tiếng Việt chủ động vị nói xong rồi bắt đầu chủ động vị tiếp rồi chủ động vị tiếp, tiếng Việt nó cứ nối một cộng, nó cứ nối tất cả các câu với nhau mà không cần một cái từ nào mà để kết nối từng câu lại hết. Tiếng Việt nó nói xung tuần luôn, nhưng trong tiếng Anh nó khác ở cái chỗ đó, cái chỗ mà muốn nối câu với câu thì phải cần một cái cấu trúc ngữ pháp hoặc cần một cái từ để thêm vào. Thì đây nature is something, đầy đủ chủ động vị rồi. Ở phía sau mình muốn kia xài thêm một cái câu nữa thì mình thường thầy dùng thì mình sẽ dùng là and, but, because, so. Thứ hai thì mình sẽ có thể dùng là which, who, whom, that để nối các câu lại với nhau. Và ở đây mình đọc lên mình sẽ có cảm nhận là nó đang thiếu một cái chữ which hoặc là chữ that trong câu này. Nature is something that many children in the city may never have, okay, a chance to experience. Như vậy to experience what? To experience nature, right? Children, obesity and depression are reaching epidemic levels. When you see the word epidemic, you will think of something which is about the pandemic, which is about sickness or disease. But here, epidemic is nothing about disease or sickness. Epidemic here, it means, okay, the highest level of something, the maximum level of something. The second meaning of the word epidemic is about the highest level, the maximum number, the maximum amount of something. Please be careful. Children, obesity and depression are reaching epidemic levels. Childhood obesity, it means children, fat children and hurt children. They are becoming fat and people bully them because of their the big body or because of their large, okay, body, and they will become depressed because of bullying. That is depression. When you are depressed, you are gonna feel harder and harder. You cannot find any way out of your hurt or of your depression. Depression được gọi là một cái sự mà buồn bã mà nó không có giới hạn, buồn bã mà nó không có kiểm soát. Khi mình nói đến cái nỗi buồn ấy, thì mình nói đến một cái từ buồn đơn giản là từ sad. Nhưng mà trong đó, ok, có một cái nỗi buồn mà không có thể nào mà kiểm soát được, uncontrollable, và không có thể nào mà kết thúc được. Có nghĩa là nó vô hạn, endless luôn. Thì lúc đó mình đang có cái từ được gọi là depression. Depression, childhood, obesity and depression are reaching epidemic levels. Epidemic nghĩa thứ nhất, nó là nói về những cái dịch bệnh. Nghĩa thứ hai là nó nói về những cái khối lượng hoặc là số lượng hoặc là cái cấp độ nào mà nó cao nhất, nó tối đa nhất, thì lúc đó người ta sẽ dùng cái tính từ epidemic. Authorities have begun to acknowledge the problem and innovative programs that give children an opportunity to spend time in nature are being introduced in countries around the world. Authorities have begun to acknowledge the problem. Acknowledge means become aware of the situation and accept the truth. Khi mình dùng từ acknowledge, nó chả có gì mà liên quan đến kiến thức nha. Từ acknowledge và đọc phải đọc là acknowledge chứ không phải đọc là acknowledge đâu nhé. Acknowledge. Khi mình dùng cái từ acknowledge có nghĩa là mình nhận thức ra cái gì đó và mình chấp nhận cái sự thật đó. Tại vì nhận thức không có nghĩa là chấp nhận. Mình nhận thức ra cái điều đúng và sai nhưng mà không có nghĩa là chấp nhận. Thì cái từ acknowledge này có nghĩa là tôi nhận thức cái vấn đề và tôi chấp nhận cái vấn đề đó. Đó là từ acknowledge, nó sẽ bao gồm hai cái.
vừa aware of cái gì đó và vừa accept cái gì đó luôn. Authorities tức là những cái chính quyền địa phương, ok, bắt đầu nhận thức và chấp nhận được cái vấn đề. Began, ok, have begun to acknowledge the problem and innovative programs that give children an opportunity to spend time in nature are being introduced in countries around the world. This, okay, from the word innovative programs to around the world, this big sentence, this is such a big sentence. And in this sentence, they have two small sentences. The first sentence you can easily see, that is, that give children an opportunity to spend time, okay, to spend time. Here, the first sentence will begin from the word that to the word in nature. That give children an opportunity to spend time in nature. This is the first sentence. And the second sentence, which is the most important sentence, that is, innovative programs are being introduced in the countries around the world. Cấu trúc này là cấu trúc mà tách chủ ngữ chính và động từ chính ra. Cái chủ ngữ chính của nó là innovative programs. Và cái động từ chính của nó là are being introduced và vị ngữ chính là in countries around the world. Nó lồng một cái câu vào để cho nó đánh lạc hướng mình. Và cách này là cách mà để viết văn mà mình lồng một cái câu nhỏ trong một cái câu lớn. Để mình thành được cái câu phức, văn tự mình nó sẽ nghe hay hơn. Innovative programs that give children an opportunity to spend time in nature are being introduced in countries around the world. Innovative programs, all right, means creative programs, the kinds of programs that you watch and you feel like you can take advantage of the ideas or you can be more useful after you attend the program, that is innovative program or creative program. Give children an opportunity to spend time in nature are being introduced in countries around the world. Cái từ mà bị cái gì đó hoặc được cái gì đó thì cái đó là cấu trúc của bị động. Và cấu trúc của bị động có một cách nữa hay nữa là đang bị cái gì đó và đang được cái gì đó. Như vậy mình có cái từ đang dành cho bị động là chữ being. Thì bây giờ cấu trúc của bị động là be cộng chữ verb đi. Mà nếu mà mình muốn dùng being cộng chữ verb đi thì nó cũng không có gì khó. Ví dụ như be nè, nó sẽ cộng trong being và nó sẽ cộng trong verb đi. Đây là cấu trúc của bị động, có nghĩa là đang bị cái gì hoặc đang được cái gì. Đây là cái cấu trúc của nó nhé. Ví dụ như tôi đang bị bắt buộc để đi ra ngoài. I am being forced to go out right now. Tôi đang bị ép để uống thuốc. I am being forced to take medicines right now. Đây là cái cấu trúc của cái câu. Alright, please double check the next video for paragraph E. Thanks a lot for watching this videos of paragraph D. And guys, please try to solve the exercises below in order for you to be able to make use of the words. Recording stopped.